một cô gái trẻ thế hệ 9X sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhà sáng lập Studio Vini, xưởng thủ công mỹ nghệ chuyên chế tác các sản phẩm lưu giữ giá trị hồn cốt dân tộc. Người thực hiện dự án Vietnamese Food, những món ăn cổ truyền Việt Nam. Là người được lựa chọn phục dựng đèn lồng cổ triển lãm tại Pháp năm 2022. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua đoạn clip vừa rồi, quý vị cũng đã hình dung được nhân vật đặc biệt sẽ tham gia với chương trình trò chuyện của tuần ngày hôm nay của chúng ta. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn Hà An, người sáng lập xưởng thủ công mỹ nghệ Vini. Em chào chị Mai ạ. Chào các bạn đang xem chương trình. Mình là An, sáng lập của xưởng thủ công Vini Studio. Vâng. Hiện tại thì xưởng của mình đang ở Hà Nội. Tôi đang khá là tò mò, một cô gái còn rất là trẻ lại lựa chọn một cái công việc mà gắn liền với những hoài niệm, với những ký ức, với nét đẹp về truyền thống. Vậy thì lý do vì sao mà bạn lại lựa chọn cái công việc này? Thực ra thì ngay cái lúc ban đầu mà em tốt nghiệp cái ngành kiến trúc ấy, mà người nghĩ là có nhiều lựa chọn về dễ dàng về nghề nghiệp, nhưng mà đối với em thì em nghĩ là rất là khó, bởi vì một cái ngành mà đã quá quen thuộc và đã quá nhiều người làm xuất sắc ở cái mảng đấy rồi ấy, thì để mình gọi là để mình làm được một cái gì để nó khác hoặc là vượt qua được những cái gọi là cái bóng rất là lớn ấy, thì em nghĩ rất là khó. Sau đấy thì em đã nghỉ một cái khoảng thời gian cũng khá là dài. Sau tốt nghiệp em không đi làm ngay mà em đã dành thời gian để mình thử một số thứ để mình biết được là mình phù hợp với cái gì. Thì em nghĩ cái việc mà em bắt đầu cái ngành thủ công ấy thì nó không phải đến từ việc là mình rất là thích, mà em nghĩ đến việc là em nghĩ nó phù hợp nhất với cái khả năng của mình. Từ đâu mà bạn lên cái ý tưởng là bạn sẽ làm những cái sản phẩm này ạ? Thời gian đầu em phải duy trì rất là dài cái khoảng mà em làm theo câu của khách hàng. Và dần dần đó cũng là cách để mà mình luyện cái đôi tay của mình ấy. Bởi vì là mỗi khách hàng lại có một yêu cầu khác nhau, thì càng gặp những cái yêu cầu nó càng khó khăn hơn thì tay nghề của mình cũng sẽ tăng lên. Vâng. Và sau khi một khoảng thời gian dài mà em đã cảm thấy là mình có một cái độ an toàn nhất định trong cái tay nghề ấy, thì mình sẽ bắt đầu có một cái thời điểm mà mình nghĩ là mình sẽ làm được những cái thứ mà mình khó hơn, và mình nghĩ là mình làm ra với cái mong muốn của mình ấy, nhưng mà khách hàng vẫn muốn được sở hữu nó, thì từ đấy mới ra những cái bộ sưu tập dần dần mang cái cá nhân của mình nhiều hơn. Đầu tiên thì bạn đã gặp những cái khó khăn như thế nào? Em nghĩ khó khăn lớn nhất đấy là phải tìm ra là mình sẽ định làm cái gì, bởi vì thủ công nó rất là bao la. Nghề thủ công thì em nghĩ là vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, bởi vì là quen thuộc bởi vì nó là một cái nghề mà em nghĩ từ xưa đến nay thôi, ông cha của mình cũng đã làm, ví dụ đan mấy tré cũng là nghề thủ công, hoặc là thêu thua, đan lạt này, thêu thua rồi là dệt vải chẳng hạn. Nhưng mà thời ngày này khi mà em thấy xã hội nó phát triển hiện đại rồi, những cái ngành đi lên ví dụ công nghệ thông tin chẳng hạn, hay những cái ngành mà về khoa học máy tính rất là phát triển và kiếm được rất nhiều tiền, thì lúc đấy các bạn trẻ sẽ thường là sẽ đổ dồn vào những cái ngành đấy. Và những ngành của em thì em nghĩ là các bạn trẻ cái thời điểm của em nó không có nhiều. Tôi tò mò một chút là cái tên xưởng thủ công mỹ nghệ Vini nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Thực ra Vini thì đấy là tên phiên âm ra, còn thực ra ban đầu xuất phát là em nghĩ là cái tên đấy ấy, là em nghĩ cùng với bạn của em, kiểu em hỏi ý kiến ấy, thì bạn em cũng là người Vĩnh, sau hai đứa cũng nghĩ ra là kiểu cách đọc phiên âm của từ Vĩnh ấy, Vĩnh ở trong thành phố Vĩnh ấy, là bọn em viết thành chữ Vini. Đối với ai thì quê hương cũng sẽ có một cái vị trí rất là thiêng liêng, thì đối với em cũng như thế. Đó là cái lý do mà em đã đưa cái tên Vĩnh vào trong cái thương hiệu của mình, nhưng mình không thể viết Vĩnh một cách đơn thuần được, vì như thế thì nó sẽ không kiểu về cái mặt tạo hình của chữ nó cũng khó ấy. Nên là em viết Vini để cho nó đẹp hơn về mặt tạo hình. Xưởng thủ công mỹ nghệ Vini ra đời năm 2017 là nơi Hà An và các cộng sự cùng chung lý tưởng, thỏa sức với niềm đam mê của mình. Tại đây, các bạn đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm tí hon, gắn bó gần gũi với đời sống Việt Nam, tái hiện bức tranh sinh động trong ký ức của nhiều người. Những quả bưởi, quả hồng, cành đào, cành mai, tủ bếp và các món ăn được những bàn tay khéo léo tỉ mỉ từng đường nét. Tôi đã được xem một số tác phẩm của một tác giả rất trẻ, đó là tác giả Hà An. Thì qua những cái tác phẩm này, nó là gợi nhớ đến hồn cốt Việt và gây cho những người xem những cái ký ức về Tết cổ truyền, về những cái món ăn của dân tộc. Và đương nhiên những cái tác phẩm này rất là tinh xảo,
rất đẹp và không những là thực nhưng mà ở đó có thẩm mỹ của người họa sĩ đã tạo nên những cái đơn giản và tạo nên những cái đẹp, nét đẹp rất là độc đáo. Thì nói về sản phẩm của Hà An thì nhìn chung là cái sản phẩm nào nhìn nó cũng tinh tế. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó truyền tải được cái rất thật nhưng mà cũng nó có cái gì đó rất nghệ thuật mà nó truyền tải một cách mà tỉ mẩn, nó chính xác đến cái mức mà người ta tưởng đó là, nếu trong ảnh người ta tưởng đó là sự thật của cái sản phẩm đó. Hiện tại thì ở Việt Nam có rất ít những cái bạn trẻ đang làm cái công việc như bạn vậy, thủ công mỹ nghệ. Và đặc biệt nữa là thủ công mỹ nghệ lại gắn bó với cái việc là lưu giữ cái hồn cốt của Việt. Đối với em thì sản phẩm nó không chỉ đơn giản là sản phẩm không, một cái vật nó hữu hình, mà sau đấy là một cái câu chuyện. Em nghĩ đấy là cái cách để mà mình, sản phẩm của mình nó chạm tới được nhiều người hơn ấy. Ví dụ cái tuổi thơ của em cũng giống với một số cái bạn khác chẳng hạn. Vâng, bạn sinh ra và lớn lên ở Vinh. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong rất nhiều những sản phẩm của bạn thì cũng đã lưu giữ rất nhiều những cái hình ảnh của quá khứ, của tuổi thơ mà rất nhiều người Việt Nam đã gắn bó. Vậy thì Vinh, quê hương đã có tác động với bạn như thế nào trong những cái sản phẩm này? Em nghĩ là em là một người có tuổi thơ khá là êm đêm. Thì cái việc mà hồi bé em đã từng được ăn những món gì này, thậm chí là phá cỗ trung thu ở xóm mình như thế nào chẳng hạn, thì em sẽ gần như là em đưa toàn bộ những hình ảnh đấy vào trong những sản phẩm của em. Ví dụ như là những cái món mà em thấy ở Vinh ta mới có ấy, là ví dụ như là quả bưởi mà em thấy xoe kiểu tách vỏ xoe cánh ấy, là từ hồi bé em thấy mẹ em đang thắp hướng răm với cả mông một ấy, là hay mua quả bưởi đấy. Và vâng, bây giờ thì em không thấy nhiều nữa. Thì ví dụ như quả bưởi đến một hình ảnh mà em đã đưa vào cái sản phẩm của em chẳng hạn. Vâng. Ngày hôm nay thì bạn có mang đến cho chương trình những cái sản phẩm mà bạn đã làm ra đúng không ạ? Mặc dù nó rất là bé nhỏ thôi nhưng mà gần như là nó giống y như thật vậy. Vậy thì để làm một cái sản phẩm như thế này thì bạn mất bao nhiêu lâu? Ví dụ như hôm mứt chị Mai đang cầm ở trên tay ấy, thì mặc dù nhìn rất là nhỏ bé nhưng mà nếu mà chị mở nắp ra quan sát rất là kỹ ấy, thì sẽ thấy được là ví dụ ở cây mứt nó còn có những cái bùi đường dính vào, hay là những cái sơ gừng ở những cái miếng mứt có những cái sơ rất là bé. Thì để làm một sản phẩm thế này thì nếu như mà tính thời gian trải dài ra, em nghĩ là sẽ mất khoảng 2 tuần. Khi cầm cái sản phẩm này ở trên tay thì Lê Mai đang còn khá là tò mò. Nếu như nó phổ biến giống như rất nhiều những cái sản phẩm ở ngoài thị trường thì nó dễ định giá hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì ở những sản phẩm như thế này đang rất là hiếm ở thị trường của Việt Nam, thì các bạn làm thế nào để định giá được ạ? Em thì em định giá sản phẩm dựa vào cái thời gian công sức mà mình đã dành để mà làm ra cái món đồ đấy. Em nghĩ một sản phẩm thủ công thì mọi người không thể đánh giá nó qua việc là cái này dùng hết bao nhiêu nguyên liệu, bởi vì thậm chí nguyên liệu gì có nhiều người có thể không đoán ra được. Vậy thì em nghĩ là nó sẽ đánh giá dựa trên cái đồ phức tạp, tức là có nhiều người làm được hay không, hay là chỉ có một mình người này làm được chẳng hạn. Tức là nó dựa vào cái đồ khó là một, cái thứ hai là dựa vào cái thời gian dành cho nó. Vâng, chúng ta đã vừa trải qua cái Tết cổ truyền của dân tộc. Và như bạn đã biết thì Tết cổ truyền là một cái gì đó nó ăn sâu vào tiềm thức của những người dân Việt Nam rồi, bởi vì rất nhiều những nét văn hóa. Trong những cái sản phẩm của bạn thì tôi cũng thấy là bạn dành cái sự ưu tiên rất nhiều cho Tết. Những hình ảnh em đưa vào ấy là những hình ảnh mà nó gần gũi nhất và thân thuộc nhất đến những cái bàn mà em nghĩ là kể cả xa quê lâu năm thì vừa nhìn một cái dấu bánh trứng thì em nghĩ là không có một ai mà kiểu nhìn bánh trứng mà không cảm thấy thân thương, hoặc là nhìn thấy Tết Việt Nam mình ở đó. Và em thấy Tết cũng là một cái dịp duy nhất mà để mọi người kiểu như là được trở về với gia đình ấy. Thì em nghĩ đấy là cái lý do mà em dành cái sự ngồi giống như gì mà anh nói là cái sự ưu ái. Vâng, cho Tết. Vâng. Những cái sản phẩm của bạn thì trở nên rất là nổi tiếng, đặc biệt là bạn bè quốc tế rất yêu thích và tỏ ra là trầm trồ thán phục với khả năng tay nghề của các bạn. Đây có tạo nên cái động lực cho bạn hay không? Sau một thời gian dài mình làm việc ấy, chắc chắn mình phải có những cái dấu mốc để mình cảm thấy được là mình đạt được cái thành tựu nào đấy. Thì em nghĩ là em cũng đã rất là chăm chỉ một khoảng thời gian dài để đến một cái lúc mà giống như chị Mai nói là được ghi danh ở bảng quốc tế chẳng hạn. Thì em nghĩ là có thể đấy là một cái sự duyên này, sự may mắn, nhưng đó chắc chắn cũng là một cái quá trình dài mà mình đã rất là nỗ lực.
chắc chắn đấy là một cái phần động lực để mình tiếp tục cố gắng sau, chứ mình không thể mà cứ làm mãi gian trải ở chiều ngang, rồi mình cứ thấy sản phẩm này bán được rồi mình cứ làm mãi để mình kiếm tiền mà không có cái sự đi lên với nghề. Bên cạnh những sản phẩm này thì bạn còn làm những cái sản phẩm khác cũng rất là ấn tượng, đấy chính là lồng đèn cổ. Và bạn cũng chính là người duy nhất được lựa chọn để phục chế lại chiếc đèn lồng cổ là đèn cua, đèn cá. Và mới đây nhất thì tôi biết là bạn có một cái dự án rất là lớn nữa, bạn có thể chia sẻ về điều này. Thực ra thì đèn lồng cổ cũng là một cái dự án mà em nghĩ rất là duyên. Tại vì trước đấy là em làm cái đèn lồng đấy vào năm 2020. Thì trước đấy em, trước đó một năm nữa thì em có xem một cái trang mà chuyên về những bài viết về cổ phục của Việt Nam ấy. Thì người ta có đưa lên một cái bài viết về cái trung thu xưa. Thì ở trên phố Hàng Gai người ta bày bán rất là nhiều cái đèn lồng khác. Hồi đấy thì em xem em thấy rất là trầm trồ. Thì đúng sau đấy một năm thì em nhận được một cái lời mời của từ một anh chị ở bên một công ty kiến trúc. Là bên đấy người ta muốn tổ chức một cái triển lãm về cái Tết cổ truyền. Tết Trung Thu cổ truyền. Thì họ có đưa một cái, sau khi nhìn thấy những cái tác phẩm ví dụ như là bố phở, bố đồ ăn Việt Nam của em, thì mọi người cũng ngỏ ý là em có thể phục dựng lại hai cái đèn này không với cái phiên bản thu nhỏ. Thì em mặc dù rất là bần nhưng mà em đã nhận lời ngay và em đã phục chế lại cái đèn, phục dựng lại đèn con cua và đèn con cá. Và sau đợt đấy thì thật sự nó có hiệu ứng rất là tốt, bởi vì mọi người nhìn thấy cái đèn cua cá đấy và ở bên cái dự án này mới ấy, thì mọi người sẽ ngỏ lời với em, bởi vì đã nhìn thấy hai cái đèn kia rồi, nhưng mà hai đèn kia là phiên bản bé tí, tức là nó chỉ ở trong lòng bàn tay mình thôi. Vâng. Nhưng mà cái đèn mới đây nhất em phục dựng thì nó rất là to, nó phải gần 2 mét sải. Và bởi vì chuyển làm đồ tỉ hòn mà chuyển sang đồ làm đồ lớn ấy, thì nó có những cái thử thách khác. Thế nhưng mà em vẫn tiếp tục đồng ý, tại vì là em cảm thấy nó khó. Mình chưa bao giờ làm thì em sẽ thấy hấp dẫn hơn. Dạ. Nên là em là quyết định là làm và bọn em làm cái dự án phục chế đèn đấy trong vòng 4 tháng của năm 2022 vừa rồi. Vậy thông qua những sản phẩm này thì bạn muốn mang tới cho người xem, người thưởng thức một cái thông điệp nào không? Thì cái lý do mà em đã luôn đưa cái chủ đề Việt Nam nó rất là gần gũi vào trong những cái sản phẩm của mình ấy, bởi vì em muốn nó không đơn giản chỉ là cái sản phẩm gọi là vô trí, tại vì thực ra nó chỉ là một cái vật mà mọi người nghĩ là cái này dùng để làm gì. Nó không phải là như thế, mà em muốn là mỗi cái sản phẩm mọi người cầm nắm ở trên tay nó đều mang một cái câu chuyện. Tại vì bây giờ em nghĩ là kể cả bây giờ và sau này thì dần dần cái văn hóa nó sẽ càng ngày nó càng thay đổi, nhưng mà có những cái thứ mà mình muốn lưu giữ và muốn được kiểu nhiều lúc như mong muốn được nhìn thấy chẳng hạn, nhưng mà nó đã không còn nữa, thì em mong rằng cái sản phẩm của mình nó một phần nào đấy nó sẽ lưu giữ cái ký ức đấy, và để cho mỗi người sở hữu nó thì sẽ lúc mà cầm nắm ở trên tay sẽ cảm nhận được cái ký ức, cái tuổi thơ của mình, cái nét đẹp văn hóa mà có thể là mãi mãi sau này là mình không còn có cơ hội được trải qua nữa. Mà bọn em sẽ cố gắng tiếp tục ra những cái bộ sưu tập mới, làm mới mình nhiều hơn nữa, và sẽ cố gắng là được đón nhận những cái thử thách mà nó có thể là thử thách hơn về cái chủ đề đa dạng phong phú hơn chẳng hạn, để mình cũng có cơ hội để, giống như em chia sẻ ban đầu với chị Mai, là cơ hội tìm hiểu thêm nữa về văn hóa Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn Hà An với câu chuyện thú vị ngày hôm nay, và tôi cũng chúc cho bạn những cái dự định trong tương lai sẽ sớm thành công. Cảm ơn chị Mai và cảm ơn NTV đã cho em một cái cơ hội được chia sẻ về công việc của mình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện ngày hôm nay, Nguyễn Hà An, cô gái trẻ, đã mang tới cho chúng ta nhiệt huyết, đam mê với mong muốn lưu giữ nét đẹp truyền thống của Việt Nam qua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Và qua những sản phẩm này, chúng ta cũng có thể lưu lại, cất giữ cũng như là gói ghém rất nhiều những câu chuyện về ký ức tuổi thơ của nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình trò chuyện cuối tuần của chúng ta hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.